Lạm dụng ngồi là gì? Tại sao New Beer không nên ngồi khi sấy? Ôi rồi. Đây là một trong những lý do tại sao mọi người không nên lạm dụng ngồi. Việc ngồi sấy sẽ giúp bạn không phải kéo xuống nhiều khi sấy, rút ngắn quãng di chuyển của tay. Nhưng lạm dụng nó không phải là một điều tốt. Ngồi sấy sẽ giúp bạn xử lý những viên đạn đầu chứ không phải là cả băng đạn. Hãy cùng nhìn lại tình huống này. Tâm bạn này bị lệch sang trái bởi vì bạn này phụ thuộc ngồi nhiều nên không biết làm thế nào để kiểm soát đường đạn, mặc dù tâm ở ngay người địch. Ngoài ra ngồi sẽ chỉ có một nhịp. Đây là ví dụ cho anh em xem nhá. Ví dụ anh em ngồi đúng không? Này, đấy, ngồi nó sẽ một nhịp chậm như này. Còn nếu anh em đưa tay được không? Thế sẽ nhanh hơn. Nếu bạn phụ thuộc vào ngồi, bạn sẽ không thể kiểm soát được nhịp súng nhanh hay chậm tùy trường hợp, thậm chí độ chính xác khi êm. Thay vì sử dụng tay đưa tâm vào địch, ông này đã quyết định ngồi xuống và hụt tâm ngang đầu và trượt cả sấy luôn. Cách để sửa sấy ngồi rất là đơn giản. Cách thứ nhất, bạn tháo nút Ctrl ra và bắt đầu luyện tập. Cách thứ hai, đổi nút ngồi bằng dấu bằng, như vậy thì bạn sẽ không ngồi được nữa. Cách thứ ba, và mát luyện êm, đưa tay trái về phía sau lưng, tưởng tượng mình là Dương Quá. Cách thứ tư, chặt mạnh tay.